nhận định Hà Nội vs Nam Định tìm lại chiến thắng. Sau 4 trận không thắng, Hà Nội quyết giành chọn 3 điểm trong trận tiếp Nam Định tại vòng 11 V-League 2023. Lúc 19 giờ 15 phút ngày 4 tháng 6, khó khăn về lực lượng khiến Hà Nội có thành tích không tốt thời gian qua. Nhà đương kim vô địch có chuỗi 4 trận không biết thắng, gần nhất là thất bại 0-1 trên sân của Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 12 Go V-League 2023. Dù vẫn nằm trong top 3 nhưng Hà Nội đang bị Thanh Hóa bỏ xa tới 6 điểm. Vấn đề lúc này của đội bóng thủ đô là cần phải tìm lại chiến thắng để không chỉ rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng xếp hạng, mà còn tạo cú hích về tinh thần trước khi giải đấu tạm dừng khoảng nửa tháng. Trở về sân nhà hàng đấy, Hà Nội vẫn đối mặt với những khó khăn về nhân sự khi vắng Văn Quyết, Hùng Dũng, Xuân Tú, Thành Trung. Tuy nhiên, nếu chơi hết khả năng, đoàn quân của huấn luyện viên Bandovic vẫn đủ sức thắng Nam Định. Chúng tôi đang gặp vấn đề vì thiếu những cầu thủ quan trọng, tôi phải chờ họ trở lại. Toàn đội cố gắng từng trận một để vượt qua khó khăn, huấn luyện viên Bandovic động viên các học trò. Nam Định thường chơi tốt trên sân nhà, nhưng khi tới làm khách tại hàng đấy, đội bóng này ít khi có kết quả như ý. Cũng như Hà Nội, Nam Định có phong độ không tốt ở giai đoạn vừa qua. Đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt thua 1 trận và hòa 3 trận ở 4 vòng gần nhất. Hàng công và thủ của đội bóng Thành Nam đều gặp vấn đề. Dù đối đầu với một Hà Nội thiếu vắng nhiều trụ cột, nhưng một điểm có lẽ là mục tiêu thực tế nhất với Nam Định ở trận đấu tối nay. Ở hai cặp đấu còn lại, Hà Tĩnh tiếp đón đối thủ khó chơi Bình Định trên sân nhà, trong khi Hải Phòng quyết tâm cao đánh bại Hoàng Anh Gia Lai khi được trở về chảo lửa Lạch Tray.